Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong số mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. Trong các số trước đây, chúng tôi đã từng giới thiệu đến quý vị và các bạn hai thiết bị khá nổi bật trong xử lý âm thanh digital của AudioQuest, đó là USB DAC Dragonfly và Jitterbug. Có thể nói, bên cạnh những cách nâng cấp chất lượng âm thanh thường gặp như thay đổi loa hoặc âm ly, có những cách đơn giản hơn khá nhiều và không quá tốn kém về mặt chi phí. Dragonfly và Jitterbug của AudioQuest nằm trong những cách này. Khi thời đại âm thanh analog nắm giữ vị trí độc tôn đã qua và chuyển sang thời đại âm thanh digital, trở thành một phần quan trọng trong các thiết bị giải trí, việc xử lý tín hiệu audio bỗng trở nên rất quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Jitterbug có tác động như thế nào đến USB DAC cũng như chất lượng âm thanh tổng thể. Khi chơi nhạc số chất lượng cao từ các thiết bị như máy tính, NAS hay điện thoại thông minh thông qua cổng USB, nhiều người sẽ gặp phải hiện tượng nhạc đôi khi bị ngắt một lúc cực ngắn, có thể chưa đến một giây hoặc nghe thấy nhiễu khi cầm các thiết bị ngoại vi như chuột hoặc ổ cứng ngoài. Trên thị trường đều hoạt động tốt với thiết bị này và Jitterbug dường như được tối ưu để có thể hoạt động tốt nhất với AudioQuest Dragonfly. Khi có Jitterbug, âm thanh ở cả hai nguồn là MacBook và PC đều cải thiện hẳn với độ mở lớn hơn và âm trường rộng hơn, dù khá nhẹ nhưng rất dễ dàng để nhận ra. Ở trên iPhone, sự thay đổi âm trường không thể hiện rõ, thay vào đó là độ chi tiết của các bản nhạc, và nếu thay DAC của Oppo bằng Dragonfly, sự chi tiết sẽ còn thể hiện rõ hơn nữa. Với mức giá chỉ vài chục đô la, Jitterbug không thể biến một thiết bị âm thanh bình thường trở thành high-end. Thế nhưng, sự cải thiện mà thiết bị mang lại là điều không thể phủ nhận, đặc biệt với những người muốn sở hữu âm thanh trung thực nhất có thể. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi tìm hiểu về tác động của AudioQuest Jitterbug đến USB DAC và chất lượng âm thanh khi chơi nhạc qua cổng USB.
hy vọng rằng với một thiết bị nhỏ bé như Jitterbug, mọi người đều có thể tìm được sự cải thiện mà mình mong muốn. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.